Xin chào mừng quý khán thính giả và các bạn đã đến với kênh Bản tin Chói TV của chúng tôi ngày hôm nay ngày 9 tháng 8 năm 2021. Kính thưa quý vị, chúng tôi liên tục khám phá những tin tức mới cập nhật và theo sát những sự kiện đang diễn ra. Kênh tin của chúng tôi luôn mong muốn được gửi đến quý vị khán giả và các bạn những thông tin mới nhất. Trong vụ án quân nhân Trần Đức Đô tử vong, tình tiết sự vụ Nguyễn Xuân Thành đang trốn trong hang động trên núi đá linh địa Mẫu Sơn của tỉnh Lạng Sơn, hiện đang gây bức xúc cho dư luận trong và ngoài nước. Nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao có mỗi tên Nguyễn Xuân Thành mà ban chuyên án đã phải điều động hơn 30.000 chiến sĩ quân đội công an biên phòng, kiểm lâm mà vẫn không bắt được hắn về quy án. Trong khi đó, tại quân khu 1, hắn được sự bao che từ trên xuống dưới. Vì các lãnh đạo ở đây đều là người thân ruột thịt trong gia đình hắn, vì thế phải tiêu diệt hắn, chứ để hắn sống là nguy hiểm. Bằng chứng là hắn đã bắn chết 3 chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm. Cũng có người cho rằng, kẻ bắn chết 3 người lính này có thể do cha hắn là đại tá Nguyễn Xuân Lân, chứ không phải do Nguyễn Xuân Thành. Nên khi đó tên Nguyễn Xuân Thành bắn chết 3 người lính kia thì chắc chắn hai cha con hắn đã gặp nhau và sẽ thông đồng với nhau, làm sao có thể tin lời cha hắn là đại tá Nguyễn Xuân Lân cho được. Đa số người dân trong ngoài nước cho rằng rất có thể đại tá Nguyễn Xuân Lân đã bắn chết 3 người lính đó để tiếp tay cho con mình bỏ trốn. Điều này rất có thể xảy ra nhưng không có gì là bằng chứng. Sau khi xác của 3 người lính được đưa về phía sau, cơ quan pháp y đã xét nghiệm cho thấy rõ ràng những viên đạn đều được bắn từ phía sau. Hơn nữa, những viên đạn này đều là đạn từ khẩu K-54, trùng khớp với số rê ri mà Thành đã lấy trộm trong kho quân khí của đơn vị. Thế nhưng vấn đề ở đây, tại sao cha hắn còn sống và tên Thành lại lấy được 3 khẩu súng đó, chạy trốn sang các hang động? Đây chính là cốt lõi của vấn đề. Hiện nay, ban chuyên án của công an và quân đội vẫn đang tìm hiểu chi tiết từng vấn đề để xem xét đại tá Nguyễn Xuân Lân có phải là người giúp sức cho con trai hắn bắn chết 3 chiến sĩ trinh sát hay không. Nếu điều tra vụ này, thì ngay cả khi không bắt được Nguyễn Xuân Thành hoặc hắn bị các đơn vị công an quân đội bắn chết, thì cơ quan chức năng vẫn có thể kết tội đại tá Nguyễn Xuân Lân đã đồng phạm đồng lõa sát hại các chiến sĩ trong khi đang làm nhiệm vụ. Ban chuyên án đã cử những cán bộ dày dặn kinh nghiệm nhất đến tiến hành lấy lời khai của đại tá Nguyễn Xuân Lân ngay trong đêm. Ông Lân cho biết, sau khi mặc bảo hộ chống đạn, tay trái cầm lá chắn chống đạn, tay phải cầm loa phát thanh, ông tiến vào hang đi trước và liên tục kêu gọi Thành ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 3 chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm đi phía sau, mặc trang phục chống đạn, tay cũng cầm lá chắn. Do bên trong đất tối, đường vào thì gồ ghề cao thấp, cứ đi một đoạn lại có hố nước sâu, cộng thêm với rêu trơn, chỉ cần sơ ý sẽ bị rơi xuống hố. Vì thế, có thể di chuyển từng bước một ở hai bên, không thể di chuyển thành hàng như ở bên ngoài. Khi tiến vào sâu trong hang động khoảng 300 mét thì phát hiện có rất nhiều ngõ ngách tỏa đi các hướng khác nhau. Vì thế mà 3 chiến sĩ đi sau rọi đèn pin phát hiện một hang có cửa lớn hơn các hang khác. 3 chiến sĩ đi sau rọi đèn pin để tìm đường đi để phòng rắn rết chui vào người cắn. Khi đó chúng tôi vừa chui vào thì tiếng súng bắn ra từ phía hang động đằng sau lưng. Trong nháy mắt, 3 chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm đều bị trúng đạn vào đằng sau gáy và đầu nên nhanh chóng đổ rục xuống. Còn tôi cầm lá chắn quay lại chưa kịp trở tay thì bị nó đạp rơi xuống vực. Rất may là bên dưới là dòng suối nên tôi thoát nạn bằng cách bơi vào bờ. Do sự việc xảy ra quá nhanh chỉ trong chớp mắt, không kịp trở tay. Do trong hang nhỏ, địa hình khó nhận biết lối đi, ngay cả việc xoay người trở lại cũng khó khăn vì hang động rất hẹp. Khi vào phải cúi lom khom. Cơ quan điều tra nói, chúng tôi không tin lời khai của anh vì rất có thể có sự phối hợp của hai cha con anh đã gây ra cái chết cho 3 chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm. Trước sự ngờ vực của các cán bộ điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, đại tá Nguyễn Xuân Lân đã chứng minh bản thân mình vô tội bằng cách đích thân cầm loa chui vào trong hang động kêu gọi Thành ra đầu thú. Và các cán bộ điều tra đồng ý để ông Lân chui vào hang động kêu gọi Thành ra đầu thú thêm một lần nữa. Nhưng khi bắt đầu tiến hành vào cửa hang, ông Lân đã được lệnh dừng đại, không tiếp tục tiến sâu vào trong hang vì ban chuyên án nhận định nếu ông Lân tiến vào sẽ bị chính con trai mình bắn chết. Hiện tại, Thành cướp được đồ bảo hộ chống đạn và 3 khẩu AK-47 của 3 chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm bị Thành bắn chết trong hang. Ngoài ra, còn có một khẩu súng ngắn K-54, 50 viên đạn cùng 4 quả lựu đạn. Trước tình hình này, ban chuyên án đang gặp rất nhiều khó khăn, địa hình trên núi linh địa của Mẫu Sơn vô cùng hiểm trở.
Trong vòng có 6 ngày 5 đêm qua, dưới nhiệt độ khắc nghiệt, có hôm lên đến 40 độ C, nhiều chiến sĩ đã bị sốt. Vì thế, ban chuyên án đã cho rút bớt lực lượng trên núi xuống, chỉ để lại lực lượng trinh sát đặc nhiệm, vốn quen với sự tập luyện gian khổ có thể chịu đựng được môi trường khó khăn với thời tiết khắc nghiệt. Ban chuyên án giữ lại nhiều vòng vây dưới chân núi để siết chặt đề phòng Thành xuống núi trốn thoát tiếp tục gây ra án ngoài xã hội. Thưa quý vị và các bạn, kể từ hôm xảy ra vụ án đến nay, ban chuyên án TC286 đã trải qua liên tục 6 ngày 5 đêm họp bàn, thay đổi các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy đuổi bắt tên đối tượng nguy hiểm Nguyễn Xuân Thành, đang trú ẩn trong hang núi Linh Địa Cổ Mẫu Sơn, thôn Lập Địa, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Các chiến sĩ bộ đội công an biên phòng kiểm lâm, chó nghiệp vụ đã được sử dụng chui vào trong hang nhằm truy bắt tên Thành về quy án. Ban chuyên án xác định trong vụ án này có sự bao che cho người nhà liên quan đến hai đại tá, một trung tướng của quân khu 1. Vì thế, ban chuyên án phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cần phải bắt sống Thành, tạo điều kiện làm rõ toàn bộ vụ án liên quan tới trung tướng Dương Đình Thông, chính ủy quân khu 1. Trong những ngày qua, đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Xuân Thành lẩn trốn trong hang động trên núi Linh Địa Cổ Mẫu Sơn. Ban chuyên án đã đưa bố mẹ Thành đến kêu gọi Thành ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng không thành công. Không những thế, Thành còn bắn trọng thương nhiều chiến sĩ khi tiến vào trong hang động. Hắn bắn chết ba chó nghiệp vụ, sau đó mổ làm lương thực thực phẩm. Hang động trên núi Linh Địa Cổ Mẫu Sơn có địa hình hiểm trở, đường vào hang nhiều ngóc ngách uốn lượn cao thấp. Do ẩm thấp, rêu mọc nhiều, dễ trơn trượt, chỉ cần sơ ý sẽ trượt chân rơi xuống vực. Tình hình khó khăn này, ban chuyên án quyết định đưa ra đề xuất tiêu diệt đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Xuân Thành vì hắn cương quyết trú ẩn trong hang. Một chiến sĩ vây bắt thoát nạn trong hang cho biết Thành đã từng huấn luyện trong quân đội hơn 8 năm. Từng là lính đặc công, sau đó được cân nhắc lên đại úy trước khi tổ chức cùng em trai và 7 binh nhất đập chết binh nhì Trần Đức Đô vào ngày 28 tháng 6 vừa qua. Thành đang là đại đội trưởng đại đội 14, tiểu đoàn 4, trung đoàn 2 trực thuộc sư đoàn 3 quân khu 1. Đại úy Nguyễn Xuân Thành, con trai đại tá Nguyễn Xuân Lân, chỉ huy tiểu đoàn 4, tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Thà là con trai của đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuần huyến quân khu 1. Cả hai đều là anh em đồng ngoại của Trung tướng Dương Đình Thông, chính ủy quân khu 1. Chính vì thế Thành rất giỏi võ, vì thế sống được trong những môi trường khó khăn khắc nghiệt. Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đang đề xuất với phía bên quân đội tiêu diệt Nguyễn Xuân Thành, tránh việc đối tượng đang là bị can đã giết người có cơ hội phản kháng. Chiều ngày 20 tháng 7, Đại tá Nguyễn Xuân Thu, Phó Tổng Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã đến núi Linh Địa Cổ Mẫu Sơn chỉ đạo lực lượng truy bắt phạm nhân Nguyễn Xuân Thành, sinh năm 1991, quê ở bản thôn Bắc Bó, xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, sau khi có lệnh bắt giữ đã trốn khỏi đơn vị thuộc quân khu 1 ở xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đến 16 giờ chiều ngày 20 tháng 7, các lực lượng chức năng vẫn chưa thể kêu gọi Thành ra đầu thú. Từ đêm qua đến nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, lực lượng biên phòng Công an Lạng Sơn đã huy động hơn 30.000 cán bộ chiến sĩ tham gia vây bắt. Ngoài ra còn có thêm 100 chó nghiệp vụ cũng được đưa đến núi Linh Địa Cổ Mẫu Sơn để truy tìm kẻ mang tội giết người. Tại hiện trường, nhiều tổ công an quân đội bao vây theo thế gọng kìm. Các đội chó nghiệp vụ được đưa đến để giám biệt mùi hơi. Tuy nhiên, việc truy bắt Thành gặp rất nhiều khó khăn do địa hình này rất hiểm trở. Ban ngày nhiệt độ lên đến 40 độ C. Trên núi có nhiều vắt muỗi, ong đất, rắn rết gây nên khó khăn cho những lực lượng làm nhiệm vụ. Thành lại rất manh động và chống trả hết sức quyết liệt. Chính vì thế trong quá trình vây bắt, các chiến sĩ luôn đề cao cảnh giác, đề phòng phạm nhân này bắn trả. Sau khi nghe báo cáo tình hình, đại tá Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các thủ trưởng các đơn vị, đặc biệt là trưởng Công an huyện Lộc Bình, phải tăng cường tuyên truyền cho người dân để cao cảnh giác, kêu gọi người dân không được đi vào khu vực núi Linh Địa Cổ Mẫu Sơn để phòng Thành nổ súng hoặc đàn lạc gây thương vong. Ngoài phối hợp với các đơn vị quân đội, lực lượng công an phải bố trí các trạm kiểm soát dọc theo núi Mẫu Sơn, dưới các tuyến đường mòn ngăn chặn kẻ sát nhân tẩu thoát theo đường trong hang động sang Trung Quốc. Đại tá Nguyễn Xuân Thu cho biết, trời nắng nóng như thế này rất có thể sau khi ăn hết số thực phẩm tích trữ, anh ta sẽ đói và khát, tìm xuống các khu dân cư để kiếm đồ ăn, nước uống. Do đó chúng ta phải đề phòng. Nhận định Thành là người giỏi võ, lại có 4 khẩu súng, 4 quả lựu đạn, đại tá Nguyễn Xuân Thu yêu cầu công an phải nêu cao tinh thần cảnh giác, thay phiên nhau tuần tra truy tìm kẻ sát nhân.
Kẻ này đã từng giết người dã man, liên tục cướp của trên đường chạy trốn nên rất nguy hiểm. Nếu phát hiện anh em có thể đề xuất quân đội nổ súng tiêu diệt, không được để tên này có cơ hội phản kháng gây thêm án mạng. Đây là một vụ án gây ra sự khó khăn đặc biệt nhất từ trước tới nay cho ban chuyên án. Có sự phối hợp của công an quân đội, đối tượng Thành lại chính là người xuất thân trong quân ngũ, được đào tạo bài bản và thông thạo địa hình đồi núi hang động, nên tạo ra sự khó khăn nằm ngoài sự suy đoán của ban chuyên án TC286. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và lắng nghe tin tức của Xoáy TV. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.